Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay mình có làm bánh cúng, mình chia sẻ cho cả nhà cùng tham khảo nha. Công thức rất là đơn giản, làm cũng rất là nhanh. Bánh mình hấp lên nó cũng rất là đẹp, nó nở rất là đều luôn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào bếp làm nha. Đây là tất cả nguyên liệu để mình làm bánh phát cao, bánh cúng đây. Dầu ăn nè, bột nở nè, đường nè, bột nè. Cái này là giống như bột mì số 8 của mình. Nước. Đây là mình xài màu đỏ với màu vàng. Tất cả nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu căng bột, căng nước về làm nha. Nước đó mình sẽ để 230. Dầu ăn 50 g. Đường sẽ là 120 g. Hơn chút đỉnh cũng không sao nha. Thiếu chút đỉnh cũng không sao. Bây giờ mình sẽ quậy cho tan đều. Đường mình đã quậy tan đều rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi căng bột nha. Bột là 250. 250 mà căng lộn rồi. Mình bớt lại. Bột là mình phải căng đúng nha. Bây giờ mình sẽ căng bột nữa. 7 g. Mình sẽ để từ từ vô. Mình sẽ chia thành hai lần để vô nha. Để vô hết. Cái bột á mình quậy mau lắm luôn á, nó mau đều lắm luôn. Mình đã quậy đều rồi nè. Mình sẽ lấy cái muỗng ăn canh á, mình sẽ múc cái hai muỗng. Hai muỗng rưỡi đi. Mình sẽ múc cái 2 muỗng rưỡi. Mình sẽ để màu vô đây. Cái màu này á, thì tùy theo mình thôi. Mình thích màu đậm á, thì mình sẽ để nhiều một chút. Mình thích màu lợt á, thì mình sẽ để ít chút. Màu á, thì tùy theo ý thích của mọi người. Mình để màu vô, mình quậy đều rồi đó. Màu đỏ mình để qua một bên. Bây giờ mình sẽ quậy cái màu vàng nè. Cái màu vàng này cũng vậy đó. Mình thích đậm á, thì mình sẽ để nhiều một chút. Mình thích lợt thì mình sẽ để ít một chút. Cũng sẽ quậy cho đều. Bột mình đã quậy xong rồi nè, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi đổ vô ly nha. Đây là những cái chung để mình đổ bánh nè. Mình sẽ lót một tấm giấy vô đây. Phần kia là mình làm được 10 cái này là cái nhỏ. Bột mình đã để vô trong cái chung hết này vừa đúng 10 cái luôn. Bây giờ mình sẽ để cái bột vàng lên nha. Mình sẽ để chính giữa vậy nè. Đây cái bột vàng mình cũng canh là vừa đủ luôn á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên hấp. Cái nồi nước mình tắt thôi, nó cũng đã sôi rồi đó. Bây giờ mình sẽ để bánh vô nha. Thế là mình để vừa đủ 10 cái nữa. Rồi mình sẽ dặn lửa lớn lại, mình sẽ hấp trong vòng 20 phút nha. Bánh này hấp nó bắt đầu nó nhô lên, chuẩn bị nó nở nè. Cái bánh nó nở rồi hết. Bây giờ mình chỉ chờ hấp cho nó chín thôi. Bánh đã hấp được 20 phút rồi, bây giờ mình sẽ tắt lửa thôi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Cái bánh nó nở đều, rất là đẹp luôn á.
bánh nó nở rất là đều luôn, nhìn rất là đẹp luôn á. Mình để cho bánh nó nguội một hơi đi, mình hãy lấy ra nha, tại vì mình mới hấp xong nó nóng lắm luôn, nóng hổng tay luôn. Đây, bánh mình là thành phẩm ở đây, mình làm mình để ngày mai mình cúng á, nở rất là đẹp luôn. Bánh mình đã hấp xong hết nè, mình hấp tổng cộng là 20 cái, mình hấp là 2 lần. Cái dĩa này mình để cái màu đỏ ít nó lợt hơn nè, cái này mình để màu đỏ nhiều nó sẽ đậm hơn như vậy, nhưng mà màu nào nó cũng rất là đẹp hết nha.